Dạ, đây, đây đây là cái kia họng họng. Em lấy xuống để gói hàng này. Cái này hiện tại bây giờ thì cũng còn không nhiều. Thế còn nửa tháng nữa thì nó lại ra lại có đợt mới. Thế còn đợt này thì hôm nay bán xuất đi khoảng 1.200. 1.200 kia thì còn có tầm khoảng 500-600 nữa thôi. Là hết cái đợt này, là khoảng 2 tuần nữa lại mới còn lại. Cái này thì em tính theo kỳ này, cứ mỗi một kỳ này, mỗi một kỳ này, một mầm này thì là 30.000. Đó. 5 cánh trắng họng hồng. Đấy, cái kỳ nó vậy. Có kỳ bắt đầu ra rễ rồi, có kỳ thì chuẩn bị ra thôi. Nhưng mà cái này là có cả atonic nữa cho nên là rễ nó ít thời gian nữa là nó sẽ ra. Cái này nó đang ra như thế này. Chứ nó không phải là ngâm mỗi cây duy không mà mà sợ nó không ra rễ. Cho nên mấy cái phần rễ thì các bác yên tâm. Rồi, kỳ nó như vậy đấy. Bác nào lấy thì cứ nhắn em, chỉ còn số lượng để bán lẻ thôi. Đấy, nhìn như thế này nhưng mà bốc lên là cũng nhiều lắm. Đấy, cảm ơn cả nhà.